muốn trở thành vô địch. Được, con muốn chơi môn thể thao nào nè? Bóng rổ, tennis hay cờ vây đi? Cờ vây ạ. Con muốn thử bóng chày không? Vâng ạ. Con không chơi nữa đâu. Bắn cung đi ba. Được. Chơi đá banh nha. Yeah. Hay là mình thử thể thao mùa đông đi. Ý kiến hay á. Trượt băng nghệ thuật hả? Yeah, đi thôi. Đi thôi nào. Đồ bảo hộ. Đừng quên mũ bảo hiểm nha. Bi đá trên băng thì sao? Bi đá trên băng là gì ạ? Mình cùng học nha. Bi đá trên băng là một trò đồng đội ở trên băng. Phải đưa mục tiêu trên băng với cục đá khá đặc biệt và hạ gục cục đá của đối thủ bằng đá của mình. Nastya đang thử chơi bi đá trên băng. Nastya, nhìn nè, làm như này nha. Mình sẽ không thành nhà vô địch quá, lúc nào cũng thua. Không, đừng bỏ cuộc, thất bại là mẹ thành công mà. Thất bại không đáng sợ đâu, đáng sợ nhất là không học hỏi. Tất cả nhà vô địch đều từng thua một lần mà. Nhưng mình sẽ tiếp tục tập nha. Mình sẽ chọn trượt băng nghệ thuật.